không biết nói lời xin lỗi. Cha mẹ không biết nói lời xin lỗi. Nhiều người cứ nỗ lực để đưa ra lời khuyên, nỗ lực để khuyên cái này, khuyên cái kia, rồi chỉ ra cái này, chỉ ra cái kia, giảng giải. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta giảng giải cho con thì sự thật là lời khuyên không có nhiều tác dụng. Các anh chị, ngôn ngữ quyền năng nhất là lời xin lỗi. Nhưng có rất nhiều người, chúng ta không xin lỗi được người khác. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bị tổn thương quá nhiều, các anh chị. Và chúng ta không còn ghi nhận mình nữa. Nên mình nghĩ rằng mình xin lỗi là yếu kém. Xin lỗi là mình có lỗi là thấp hèn. Không, đấy là một tư duy sai lầm, cực kỳ sai lầm. Ai nói được lời xin lỗi, người đấy thật sự có sức mạnh. Nên là lời xin lỗi là ngôn ngữ quyền năng nhất luôn, các anh chị. Ngôn ngữ quyền năng nhất đấy là lời xin lỗi. Và nói được lời xin lỗi đấy là người cực kỳ mạnh mẽ. Không phải người yếu đuối, không phải người hèn nhát, mà là người cực kỳ mạnh mẽ mới nói được lời xin lỗi. Còn những người yếu đuối họ sợ nói lời xin lỗi luôn. Có những người thì lúc nào tao chả có gì sai cả, tao lúc nào chả đúng. Là đấy là những người mà không có nhiều sự hiểu biết về cuộc đời này, sợ sai, sợ phải nhận lỗi. Không biết rằng ngôn ngữ quyền năng nhất đó chính là lời xin lỗi. Và có nhiều người cha người mẹ còn mình biết là mình có lỗi rồi nhá, mình còn không xin lỗi con. Mình biết là mình có lỗi rồi, mình biết là mình sai rồi mà mình không muốn con biết mình sai cơ. Có những người mẹ trước đây thì nghĩ rằng con là vấn đề của mình, đúng không? Sau đó thì vào học cô Lanh và nhận ra rằng mình mới thật sự là vấn đề của con. Và hỏi tôi như này: cô ơi cô, thế bây giờ em có nên cho con em ngồi học cùng em đường đến trái tim con không? Nhưng bây giờ nó biết là em toàn sai rồi thì sao hả cô? Ô, thì sao? Đó là sự thật mà. Đó là sự thật. Và bạn đâu có đúng đâu. Nên là con biết bạn làm sai, ổn thôi mà. Tại sao phải che giấu cái điều đấy? Nên là rất rất nhiều người sợ nói lời xin lỗi, các anh chị. Không nói được, cứng họng luôn ấy. Bởi vì sao? Bởi vì bên trong rất yếu hèn. Nên mới không nói được lời xin lỗi. Bởi vì lời xin lỗi là một cái ngôn ngữ quyền năng nhất luôn, các anh chị. Ai nói được lời xin lỗi, người đấy có sức mạnh. Sức mạnh nội tại từ bên trong ấy. Từ bên trong mình. Con hư, mình cũng có thể nói lời xin lỗi với con. Mẹ rất là xin lỗi con. Thời gian mẹ đồng hành cùng với con 10 năm, 15 năm, mẹ không có nhiều trí tuệ, mẹ không có nhiều sự hiểu biết. Nên là mẹ làm tổn thương chính mẹ và mẹ làm tổn thương con. Mẹ rất là xin lỗi con. Và để rồi từ nay đến cuối cuộc đời, hai mẹ con mình cùng làm lại. Mẹ sẽ nỗ lực để chữa lành cho mẹ. Và rồi chữa lành cho con. Mẹ xin lỗi con. Thì con của bạn sẽ bắt đầu hiểu chuyện và sẽ đồng hành cùng với bạn để mà xây dựng mối quan hệ hòa hợp giữa hai mẹ con. Nhưng nếu bạn phủ nhận tất cả những cái điều đấy mà nói là bởi vì tao cũng bị tổn thương, bởi vì tao cũng thế này, bởi vì tao cũng thế kia nên tao mới thế. Không. Nên những ai nói được lời xin lỗi là những người có sức mạnh nội tại cực lớn, các anh chị. Mạnh mẽ lắm chứ. Họ dám nhìn nhận thẳng vào vấn đề, nhìn nhận thẳng vào sự việc, nhìn nhận thẳng vào và để sẵn sàng giải quyết cái vấn đề đấy. Đấy là những người rất trưởng thành. Người thật sự trưởng thành, trưởng thành về tầng tâm thức ấy, mới nói được lời xin lỗi, các anh chị. Nhưng có nhiều người cha người mẹ cho đến tận thời điểm này cũng không biết nói lời xin lỗi luôn. Họ sợ rằng khi họ nói ra lời xin lỗi là người khác sẽ biết họ yếu đuối. Họ sợ rằng khi họ nói ra lời xin lỗi thì người khác sẽ biết là họ sai. Và họ rất sợ cái điều đấy. Nên là họ không dám nói lời xin lỗi với người khác. Các anh chị, ngày hôm nay thì bạn hiểu rằng khi chúng ta là cha là mẹ, chúng ta không nói lời xin lỗi con của mình. Thậm chí là có những cha mẹ nói là tao luôn đúng cơ. Luôn đúng. Cô Lanh vẫn nói các anh chị rằng khi mà cô Lanh phân tích là cá không ăn muối cá ươn, đúng không?
con không nghe lời cha mẹ, trong đường con hư. Mình bây giờ mình không thể mang cái câu đấy ra để mà mình dạy con mình được các anh chị. Bởi vì có những thứ, có những quan điểm đối với mình ngày xưa nó đúng, nhưng bây giờ đối với các con thì đâu còn đúng nữa. Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng mà bây giờ thì đâu có thể như vậy. Nên là chúng ta có chắc là mình đúng 100% mà bắt con mình nghe lời răm rắp không? Đương nhiên là không, đúng không các anh chị? Mình có đúng 100% đâu mà mình bắt con mình nghe lời mình răm rắp. Nên là có những cái trước kia là mình dạy dỗ con, và chúng ta cũng được dạy dỗ theo cái một chiều thôi. Nhưng bây giờ mình phải lắng nghe phản hồi từ con. Con mong muốn điều gì? Sự lựa chọn của con là gì? Đúng không? Tất cả những cái điều đấy. Nên không phải những cái niềm tin xưa cũ gì của chúng ta cũng bê lại cho đến thời điểm này, ngày hôm nay. Và vì thế cha mẹ nói lời xin lỗi con là điều rất là bình thường. Cha mẹ nói lời xin lỗi con là mình là người mà chúng ta lớn lên từ việc phạm lỗi mà. Chúng ta trưởng thành từ việc phạm lỗi mà. Và phạm lỗi thì xin lỗi thôi. Hoặc đôi khi mình không đủ minh triết, mình không đủ trí tuệ để giải quyết vấn đề này, mà làm cho vấn đề này nó trở nên như thế này. Và vì thế mình phải xin lỗi thôi. Có làm sao đâu, đúng không ạ? Nên là có những người cha, người mẹ chẳng bao giờ biết xin lỗi con. Thì đây là một cái hành vi mà nó sẽ tạo ra cái thói quen xấu cho con của mình. Và vì vậy nó sẽ nuôi dưỡng cái thói xấu của con, các anh chị. Nên cái hành động số 1 nha, đó là những người cha người mẹ không nói lời xin lỗi. Không nói lời xin lỗi. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.